là cái giao diện của Safari phiên bản 2023. Thì ở đây các bạn mở lên á, mở lên thì nó tương đối, nếu các bạn cài nó giống phiên bản của tôi, nó ra y chang vậy nè. Thì đây là giao diện cơ bản nhất của nó. Thì chỗ này nè, các bạn sẽ có cái phần mình tìm hiểu về cái giao diện trước nha. Thứ nhất, cái giao diện ở đây thì nó tương đối, nó sẽ bố trí nó giống như những cái phần mềm khác em. Cái thanh ở trên cùng của mình á. Thứ nhất là cái tên file của mình là chưa đặt tên nè ha. Thì các bạn có thể làm á, mình save luôn. Mình mở ra các bạn chọn file nè. Các bạn bấm chữ save project nè. Save project ha. Thì chỗ này các em đặt tên, đặt tên và chọn cái vị trí mà mình lưu cái file lại. Ví dụ như tôi làm ở đây, tôi đặt là bài lab số 1 luôn nha. Đây ví dụ như vậy ha. Thì đa phần là các em nên đặt tên á, cái tên cái file của mình là đừng có dấu nha các em. Những cái phần mềm mà về 3D nó hay bị lỗi đó, nếu các bạn đặt tên tiếng Việt gõ dấu vào á. Thì đây tôi đặt là lab số 1, tôi save lại. Rồi khi các bạn save xong thì các bạn nhìn cái tab ở đây, nó sẽ nhảy cái tên cái ba cái file của mình. Thì cái thanh ở dưới này là những cái thanh tùy biến, thanh menu. Còn những cái phần mà standard model này nọ là những cái layout của phần mềm. Ví dụ như các bạn đang làm thì đa phần chúng ta ở cái mức là standard là tiêu chuẩn. Còn model là chúng ta sẽ dành riêng cho model, thì các bạn cứ kích chuột trái qua thôi. Còn scope này á, là dành cho điêu khắc các bạn. Ví dụ như nó tạo, các bạn vẽ một cái mẫu, các bạn tạo lưới rất là nhiều ha. Thì những cái phần này nếu có thời gian tôi hướng dẫn thêm, thật ra trong cái phần này nó cũng không cần thiết lắm. Thì cái phần này nếu mà bạn nào muốn biết á, thì thật ra nó giống như là cái tính năng là các bạn tạo ra một cái cục đất sét á, rồi các bạn nặn nó, các bạn nhào nặn, các bạn bóp nó, các bạn kéo, các bạn làm gì đó để tạo thành hình, thì nó gọi là scope, là điêu khắc ha. Còn cái UV này thì mốt mình sẽ tới những cái bài sau để mình trải những cái map UV mình làm vật liệu cho nó. Còn ở phần pen này thì chúng ta có thể bỏ qua phần pen này, thì làm chuyên sâu về vẽ cái texture. Còn rigging là gắn xương thì chúng ta sẽ không có học cái này. Còn anime này thì đại khái là cái layout dành chuyên cho chuyển động ha. Rồi thì đầu tiên là các bạn nên để ở chế độ standard nha. Còn bạn nào mà các bạn cảm thấy nó khác cái layout của tôi nè, thì các bạn có thể bấm vô cái chữ cái chỗ new layout rồi. Cái chỗ này nè, các bạn có thể bật tắt nó nha, thì nó trở về hiện tại là tôi đang sử dụng cái giao diện cũ. Cái giao diện nhưng mà cái tính năng là của 2023, nhưng mà cái giao diện cái layout là của những phiên bản cũ nếu mà mình dùng quen. Thì các bạn bật tắt cái chỗ cái chấm tròn, chỗ cái chữ new layout ha, đây nè. Đó thì chúng ta bật tắt nó thôi. Rồi. Thì ở đây cái phần cái khu vực bên tay trái của các em đó là những cái tính năng mà mình sẽ chỉnh sửa đối tượng. Rồi còn khu vực ở dưới này là khu vực keyframe nè, các bạn thấy hiện tại nó để mặc định là 90 fps, có nghĩa là 90 frame. Thì cái này thì tới cái phần mà chúng ta diễn hoạt chúng ta học. Rồi cái khu vực ở tiếp theo của nó là cái hệ trục tọa độ x, y và z. Thì các bạn biết rồi, trong môi trường 3 chiều á là nó phải bắt buộc lúc nào nó cũng có ba cái trục tọa độ này nè các bạn nhìn trên góc bên phải ở trên ha, x, y, z. Thì đây nó có hiển thị ba cái màu này cho các em dễ luôn nha. Còn khu vực bên tay phải này là khu vực nó rất là nhiều cái thẻ, thì các bạn cứ quan tâm những cái thẻ mặc định, ví dụ như thẻ object nè hay là thẻ attribute. Thì cái thẻ object chính là liệt kê những cái đối tượng hiện tại, thì hiện tại nó không có gì hết là do chúng ta chưa tạo đối tượng. Còn cái thẻ attribute là cái thẻ thuộc tính của đối tượng ha. Là layer là cái phần mà chúng ta tạo ra lớp để chúng ta có thể diễn hoạt, hay chúng ta phục vụ model gì đó thì tùy. Rồi thì về thao tác cơ bản thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn. Đầu tiên là chúng ta sẽ tạo cái đối tượng cơ bản trước đi. Thì các bạn nhìn ở dưới cái thanh menu mình, nó có cái tính năng là những cái khối có sẵn nè. Thì thằng 3D nào nó cũng có thôi. Các bạn giữ chuột trái nha. Đây nè. Đó, giữ chuột trái lôi nó ra. Ha, giữ chuột trái nó hiện ra. Ở đây là những cái khối có sẵn của C4D. Thì hiện tại á, nó khác với lại thằng 3ds Max tí các bạn. Bởi vì 3ds Max này tương đối là nó cho chúng ta rất là nhiều cái khối có sẵn. Ví dụ như thậm chí nó cho luôn cái model, cái bình trà đó, cái T-Bot á. Thì trong C4D nó không có, bởi vì nó thấy cái đó là không cần thiết. Bởi vì những cái đó là các em sẽ phải, nếu chúng ta dựng muốn dựng cái bình trà thì các bạn sẽ dựng từ những khối cơ bản mà lên. Thì đây nó cho các bạn thứ nhất là cái null chính là cái group nha các bạn. Thì mốt tới những cái phần nào thì tôi sẽ hướng dẫn riêng. Rồi những cái khối, ví dụ như khối cube này chính là cái khối hình hộp. Thì hình hộp thì nó có hình hộp chữ nhật hoặc là hình hộp vuông. Thì các bạn sẽ điều chỉnh. Giờ đầu tiên là các bạn sẽ chọn thử ha. Thì các bạn bấm chuột trái vào cái khối cube nè. Rồi nó tạo cho các bạn cái khối như thế này. Thì mặc định đây là giá trị mặc định. Thì khi các bạn tạo ra xong thì các bạn nhìn bên khu vực bên tay phải của mình, cái chỗ object này các bạn, đối tượng ha. Thì các bạn thấy nó tự tạo cho mình luôn. Thì cái chỗ cái khối cúp này á, các bạn có thể đặt tên cho nó. Ví dụ như các bạn chọn nó nè. Khi mình không chọn á là nó màu xám á, còn khi các em chọn đối tượng là nó thành màu vàng như thế này.
Rồi các bạn double click chuột trái vô, các bạn có thể chỉnh sửa cái tên của nó. Và chỗ này tôi cũng nhắc lại các em là đặt tên chỉnh sửa gì đó cũng đừng có giấu luôn nha, thôi nó dễ bị lỗi lắm. Rồi cái thứ hai nữa là các em thấy cái thuộc tính attribute, thì đầu tiên là các bạn thấy nó ghi là size nè, thì chỗ này là đơn vị mặc định nó là 200 200 200, vậy thì có nghĩa là khối mình nó là hình vuông, khối vuông ha. Thì cái thao tác mà chúng ta nhìn cái màn hình đó, zoom ra zoom vô là các bạn lăn chuột giữa này nha, đây lăn chuột giữa ha. Rồi còn các bạn muốn xoay cái cam xung quanh cái đối tượng thì các bạn giữ phím Alt, giữ phím Alt, sau đó các em giữ chuột trái chúng ta xoay nha, thì nó có thể nó khác với lại thằng 3D Max hay gì đó, thì các bạn chỉ cần nhớ giùm tôi cái tổ hợp phím này thôi. Đây nè, giữ Alt và giữ chuột trái mình xoay nha ha. Còn các bạn muốn kéo cái màn hình thì các bạn giữ Alt đồng thời giữ chuột giữa kéo nha. Rồi thì trong cái phần mềm 3D thì đương nhiên là phần mềm nào nó cũng vậy, các em nó có một số cái view khác nhau. Thì ở trong thằng C4D á, các bạn sẽ dùng cái phím đó là chúng ta kích vào chuột giữa, nó hiển thị ra bốn cái view. Thì trong đây nó ghi luôn nè, Perplexity là phối cảnh, Top là nhìn ở trên, rồi Right là mặt bên hông và Front là cái mặt chính diện ha. Rồi các bạn muốn trở về cái vùng nhìn nào đó thì các em chỉ việc rê con chuột vô, ví dụ như mình ở Perplexity các bạn bấm chuột giữa một cái, được chưa? Còn ví dụ tôi muốn qua top thì các em chỉ cần để con vô đây nè, các bạn để con chuột vô ngay vị trí của cái mặt top, các bạn bấm chuột giữa một cái ha, vậy thôi. Thì cái này là bắt buộc các em phải hiểu được cái này gọi là cái view board đó các bạn, cái vùng nhìn này, bởi vì trong phần mềm 3D nào các bạn cũng phải tương tác như vậy, chứ chúng ta không phải nó như không gian hai chiều đâu các bạn. Khi mình model mình phải nhiều khi mình phải qua những cái view khác để mình chỉnh sửa ha. Rồi thì ở trong đây thì các bạn sẽ chỉnh sửa được các thuộc tính cơ bản, ví dụ nha. Bây giờ các bạn thấy nó có trục là X, Y và Z, thì các bạn giả sử như mình muốn biến cái khối bóc này, ý, cái khối cúp này thành một cái khối giống như là cái hình chữ nhật đi các bạn, thì các bạn ví dụ nó theo cái trục này nè, thì cái trục màu xanh lá này đó là trục Y, thì các bạn tăng cái thuộc tính trục Y này lên, ví dụ như tôi cho là 500 nè, Enter đó, các bạn thấy chưa, nó sẽ dài ra thôi. Rồi ở đây ví dụ như các bạn muốn di chuyển nó thì ở trong thằng C4D này tương đối là dễ, là khi các bạn chọn cái đối tượng á, đây nè, là công cụ chọn đối tượng nè, Brush Selection, các bạn bấm vô các bạn chọn đối tượng, các bạn có thể chọn trực tiếp trong cái view board hoặc là các em chọn ở trên cái thẻ object đều được nha. Đây ví dụ nè, ở đây tôi chọn cái view board, tôi chỉ việc chọn công cụ là Brush Selection, các bạn bấm vô đây là chọn đối tượng. Còn nếu chúng ta không chọn được á, giả sử như mốt cái em model nó có nhiều đối tượng thì các bạn có thể chọn trên object bằng cách là chúng ta lít chuột trái vô đó. Rồi khi các bạn chọn thì mặc định thằng C4D thì nó ra cho các bạn là hai cái thuộc tính, đó là chúng ta sẽ điều hướng, có nghĩa là di chuyển theo các trục, đó là các mũi tên ha, đây nè mũi tên màu nè. Còn ngoài ra cái chấm mà và vàng này chính là cái đối tượng, là cái tính năng là scale, thì các bạn có thể scale bằng cách là các em rê con chuột vô ngay cái chấm này, các bạn đẩy vô này đó, chúng ta bóp dẹp lại nó scale, kéo giãn đối tượng nha. Đây ví dụ như theo cái trục này, thì chúng ta trong môi trường 3D là tôi nhắc các em là chúng ta làm gì cũng phải theo cái trục tọa độ hết nha, chúng ta không có làm tự do. Và khi các bạn tạo một cái đối tượng thì mặc định thằng C4D nó sẽ tạo ở trục ở giữa, chính giữa cái view board của mình, thì cái chính giữa này người ta gọi là cái trục tọa độ, cái góc của các bạn à, thì cái chỗ này á thì các bạn nhớ để chúng ta dễ quản lý ha. Thì trong môi trường 3D á, nó đều có cái miếng lưới như vậy, thì cái miếng lưới này chính là để chúng ta phân biệt được các chiều. Ví dụ như các bạn nhìn cái lưới này, các bạn biết đây là cái mặt phẳng nè, thì đối tượng mình nó sẽ đặt ở trên đây ha. Rồi ví dụ như các bạn muốn di chuyển thì các em rê chuột vô ngay cái trục này, các bạn giữ chuột trái các bạn kéo thôi, thì khi các bạn kéo đó, nó sẽ có cái thông số nó nhảy, thì các bạn muốn kéo chính xác, ở đây tôi kéo tự do này nha, còn các bạn muốn kéo chính xác đó, thì các em qua cái thẻ đó là coordinate. Coordinate này chính là cái thẻ mà cho chúng ta biết những giá trị mà khi các bạn thay đổi điều hướng ha, nằm trong cái thẻ attribute nè. Đây các bạn kéo thử nha. Đây thì trong đây nó có ba cái ô, thì mặc định nhớ giùm tôi luôn, cái này là những cái đầu tiên các bạn ghi nhớ nha. Thứ nhất là cái khung đầu tiên là sẽ là di chuyển, khung thứ hai là xoay, khung thứ ba là scale, nhớ giùm tôi phím phím của nó nè. Chữ P chính là position đó, viết tắt của position là vị trí. Còn chữ R là rotation là xoay, còn cái chữ S này chính là scale ha. Thì ví dụ giờ các bạn muốn cho nó lên một cái trục Y, mặc định nó là zero nha các bạn, đây nè, trở về như cũ. Thì các bạn muốn cho nó di chuyển ví dụ như theo trục Y nè, là cái trục màu xanh lá. À, đi lên thì các bạn bấm dấu cộng thôi, có nghĩa là dấu cộng thì các bạn không để bấm số bình thường, còn các bạn muốn đi xuống thì thêm dấu trừ. Ví dụ tôi cho nó di chuyển là 100, Enter. Ha. Rồi các bạn muốn cho nó trở về mặc định á, thì ở đây các bạn có thể là gõ lại số 0 nè, hoặc là các bạn cho nó như thế này, ví dụ tôi cho nó lên 500 đi cho các em dễ thấy nha. Rồi.
Thì ở đây các bạn giả sử như mình kéo nó lên như thế này đi các bạn. Đây nè, mình kéo lên đại và mình không biết nó là bao nhiêu hết, mà giờ tôi muốn trở về cái giá trị mặc định. Thì trong C4D nó có cái tính năng là các em cứ phải chuột vô ngay chỗ cái hình thoi đây nè, các em phải chuột vô, các em bấm giùm tôi chữ reset to default là nó sẽ trở về mặc định nha. Đó, bất kể nha, ví dụ giờ tôi làm thử nha, tôi di chuyển tôi lô vô đây nè. Thì ở đây ngoài cái việc mà các bạn di chuyển theo từng trục thì ở trong đây nó cho các em di chuyển theo một cái cặp trục như thế này, ví dụ như chỗ này nè, các bạn rê con chuột vô chỗ này ha. Thì để cho thuận tiện các bạn có thể xoay những cái góc như thế này, giữ Alt và chuột trái để mình xoay. À rồi, các bạn có thể di chuyển một một lúc hai theo theo hai phương luôn, đó là cái trục ví dụ tôi đang chọn ở đây, đó là trục màu xanh dưa, xanh lá cây và trục màu đỏ này đó. Tương tự như vậy tôi có thể di chuyển đây, nó tự do hơn. Rồi giả sử giờ tôi di chuyển tùm lum là các bạn thấy giá trị này nó nhảy không? Thì các bạn chỉ việc là mình phải chuột mình reset to default thôi các em, là anh trở về như cũ. Rồi khi các bạn làm như thế này á mà muốn quay trở lại cái frame của mình nó như cũ á, thì các bạn thấy hiện tại giờ tôi trở về như cũ nhưng mà cái vùng nhìn tôi nó bị biến dạng mất tiêu rồi. Thì nó có hai cách. Cách thứ nhất là các em vào cái phần view nha, cái chỗ nhỏ nhỏ trên đây ha, cái menu con ở trên đây, các em vào view, các em bấm giùm tôi cái chữ đó là frame default ở trên đây nè các em, đây nè cái chữ frame default, bấm vô một cái nó trở về mặc định nha. Có nghĩa là mình làm cái gì mình không cần biết. Rồi giờ tôi sẽ tạo thêm một cái đối tượng thứ hai nha các em. Thì đối tượng này á, cái bài này là chủ yếu là các em tạo những cái đối tượng có sẵn và các em sử dụng những cái tính năng điều hướng, tính năng chỉnh sửa để các bạn hoàn thành bài lab số 1 thôi. Ở đây tôi giữ chuột trái, ví dụ tôi tạo một cái sphere. Sphere chính là khối cầu, bấm vô đây. Rồi khi các bạn thấy nó tạo không, nó tạo tự động, nó sẽ hiển thị ở trên cái object nè. Các bạn có thể kéo nó ra và mặc định ra. Rồi giả sử tôi muốn cái khối cầu này nó to lên thì các bạn giữ chuột trái vô ngay cái chấm tròn, các bạn kéo nó to lên. Hoặc là các em qua cái phần coordinate này nè, các bạn có thể làm cái thuộc tính này nè. Thì ở đây các bạn có thể chỉnh ba ba cái giá trị của nó, x, y, z là cái chữ s là scale ha, các bạn có thể tăng lên gấp hai lần, ví dụ như vậy nè, hai. Nếu mà chúng ta muốn cho nó đều thì chúng ta phải đánh ba giá trị này đó, nó sẽ gấp hai lần. Được chưa? Được chưa? Rồi bây giờ các bạn muốn quay trở về thì phải chuột reset to default rồi xong ha. Rồi các bạn muốn chọn một lần á, thì giả sử như tôi chọn một lần luôn nha. Ở đây thì cái tính năng các bạn nó sẽ cho chúng ta chỉnh cái chi tiết, thì các bạn chịu khó mình chỉnh như thế này xong rồi các bạn muốn trở về thì các bạn phải chuột vô đây reset to default thôi. Rồi bây giờ trường hợp là tôi sẽ di chuyển cái khối của tôi đi bất kỳ nha các em. Giả sử giờ tôi cho cái khối cầu này nó đi đại khái theo một cái tự do đi. Rồi ok, rồi tôi bấm vô cái phần view nè, frame default thì mặc định á. Bây giờ các bạn thấy cái khối cầu của mình nè, các bạn thấy không, nó mất tiêu rồi. Bây giờ các bạn muốn chọn nhanh cái khối cầu á thì các bạn sẽ chọn bằng cái thẻ object. Cái này là những cái bước đầu tiên mà các bạn phải làm quen luôn nha, để mốt mình model cho nó chính xác ha. Thì đầu tiên là ví dụ như tôi muốn chọn lại cái khối cầu, giờ tôi không biết nó nằm ở đâu á, các bạn thấy không, rất là khó để kiếm nè. Giả sử như mình không biết nó nằm ở đâu đó thì các em chọn cái khối cầu, sau đó các em bấm chữ S. Chữ S là cái phím mà kế bên chữ A trên bàn phím á. Rồi đó, nó nhìn trực tiếp vô luôn, thấy chưa ha, nó nhìn trực tiếp vô. Tương tự như vậy các bạn nhìn cái khối cúp nè, cái khối hộp á, thì ở trong thằng C4D nó không gọi là cái bóc mà nó gọi là cúp nha các bạn. Các bạn bấm vô cái khối cúp, các bạn bấm phím S ở đây nè, rồi bấm cái phím S là nó nhìn vô đây, nhớ chọn lại cái này ha. Rồi đó, các bạn bấm cái phím S là nó sẽ tự động nó nhảy về. Ok, rồi thì giờ mình sẽ trả về những giá trị, ví dụ như thằng Sophia này nó lỡ nó đi đâu đó thì các em trả về những giá trị này thôi. Bên cái thẻ coordinate nè, mình phải chuột vô đây, các bạn bấm giùm tôi reset to default là nó quay về liền, được chưa? À thì ở cái bài này á, cái đầu tiên là những cái công cụ này tôi lưu ý các em coi chừng chọn nhầm ha. Bởi vì khi các em chọn đối tượng là mặc định C4D, nó cho các bạn thao tác là vừa di chuyển vừa scale luôn. Scale chính là cái chấm vàng, còn cái những cái công cụ di chuyển theo trục là những cái hình mũi tên nha. Rồi ok, tiếp theo là các bạn có thể chọn cái tính năng là mình sẽ xoay cái đối tượng. Giả sử tôi muốn xoay một cái góc 90 độ nha, thì các em chọn cái đối tượng này, sau đó các em chọn cái công cụ xoay là ở đây nè các em. Cái công cụ di chuyển là move, phím tắt là chữ E. Thì các bạn muốn biết cái phím tắt đó, thì các em chỉ cần rê con chuột vô ngay cái này nè, các bạn thấy nó ghi nè, phím tắt là cái phím nó để trong ngoặc ha, chữ E, còn cái chữ R là chính là xoay. Các bạn bấm vô đây rồi các bạn sẽ xoay theo trục nè, đó xoay. Thì cái này là mình xoay mặc định nha các em. Còn các bạn muốn xoay cho nó chính xác á thì các bạn chọn vô cái phần quick cut này á, các em sẽ xoay để các bạn thấy cái giá trị ha. Mình bật qua cái thẻ coordinate nè, các bạn xoay đại một cái góc nào đó, các bạn thấy cái hàng này nó nhảy nè. Thì giả sử tôi muốn quay một cái góc chính xác thì tôi gõ vô, ví dụ như 60 độ. Đó là chính chính xác luôn.
Rồi muốn trả về mặc định phải chuột reset to default, được chưa? À. Rồi bây giờ các bạn muốn cho nó phóng to thu nhỏ chính xác thì các bạn chọn tiếp cái công cụ scale phím tắt là chữ T. Đây là đó, rồi các bạn sẽ ở đây thì mình, nếu các bạn rê con chuột ngay vị trí ở giữa ba cái trục này thì các bạn giữ chuột trái thì nó sẽ scale đều đối tượng nè. Còn các bạn muốn scale từng trục thì các bạn chọn từng trục các bạn đẩy thôi. Đây là những cái chấm chấm màu vàng nha. Còn cái chấm đỏ này là nó scale nguyên cái đối tượng luôn nha các bạn nha, để ý kỹ nha. Còn cái chấm vàng này là theo cái trục của mình mong muốn nha. Đây ví dụ. Đó. Rồi thì cái phần này khi các bạn kết thúc quá, xong các bạn nhớ là trở về công cụ là Brush Selection. Rồi ở đây thì tôi chia sẻ tiếp một vài cái thuộc tính nha. Thì đây tôi sẽ delete cái này đi ha. Các bạn chọn cái đối tượng các bạn delete thôi. Hoặc là các em có thể ví dụ như đây nè. Các bạn bấm cái undo cái Ctrl Z lại. Thì đây giả sử như mình có hai cái đối tượng, các bạn có thể chọn ở trên đây luôn nè. Trên cái thẻ object mình các bạn quét luôn, giữ chuột trái quét. Nó giống như laser cái đối tượng ha. Các bạn bấm delete luôn cũng được. Hoặc là các em chọn thủ công. Rồi các bạn vào view, các em bấm chữ frame default đi cho nó trở về mặc định cho nó dễ xem ha. Thì những cái phím ở đây tôi chỉ các bạn cái phím tắt nè. Thứ nhất là nhắc lại là zoom in zoom out nè, là mình lăn chuột giữa thì lỡ như cái phần mà chuột giữa của các bạn nó không có thực hiện được á thì các em chịu khó nhìn cái cụm cái icon nhỏ nhỏ mà C4D người ta cung cấp, nó cũng có ý đồ ha. Thì ở đây cái bàn tay này chính là cái di chuyển camera, thì các bạn giữ chuột trái vô ngay cái bàn tay nha. Nếu mà chuột giữa mình nó bị hư á, các bạn giữ chuột trái vô rồi các bạn nó di chuyển nè, cái bàn tay là di chuyển ha. À, lỡ cái phím mình nó bị hư thì đây tôi chia sẻ cách làm luôn. Rồi còn cái chỗ này là zoom in zoom out nè, scale camera thì các bạn giữ chuột trái các bạn đó kéo ra kéo vô là zoom. Còn cái này là xoay camera nè, giữ chuột trái xoay đó. Còn cái này là chúng ta sẽ sang những cái view bọt khác nè, các bạn bấm vô toggle là chúng ta bật tắt đó các bạn. Đây nó ghi rất là rõ nha. Và các em cũng chịu khó ha, tôi những cái thuật ngữ mà tôi khi tôi hướng dẫn các bạn tôi sẽ đọc theo cái phần mềm nha, chứ tôi không có dịch tiếng Việt đâu. Bây giờ di chuyển là move, còn xoay là rotation thôi, bởi vì phần mềm người ta quy định như vậy rồi, không mất mớ gì mình dịch ra vậy hết trơn á, để các bạn làm quen. Thứ nhất là cái phần này, đầu tiên là cái này người ta gọi là cái view board ha. Rồi thì cái tiến tới cái phần mà những cái công cụ cơ bản như vậy thì các bạn hoàn toàn làm được cái bài lab số 1 theo đúng yêu cầu tôi đã gửi trên group nha. Thì đây tôi bật qua lại cho các bạn coi nè. Đó đây nè, các em tự kiếm giùm tôi những cái hình này nè, những cái cách người ta sắp xếp có sẵn luôn. Các bạn sẽ dùng những khối cơ bản nhắc lại cho đúng yêu cầu ha. Ví dụ như cái khối này nè, các bạn sẽ lôi nó ra. Đây ví dụ như có một cái hình này đây, tôi giả sử các bạn thích cái này. Đó. Thì cái khối này á, thật ra nó là cái tuýp các bạn, bởi vì các bạn học tới cái môn này nó cũng là nhiều rồi về phần 3D. Thì chúng ta nên 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 hiểu những cái này là cái sphere nè, cái này khối tuýp nè, còn cái này là cái cylinder. Thì các bạn muốn tạo ra thì các em cứ trong đây nè, giữ chuột trái. Đây cái khối tuýp ha. Đó các bạn lôi nó ra. Rồi các bạn muốn nó cao hơn nữa thì các bạn sử dụng cái tính năng scale của các bạn đây nè. Đó chúng ta sẽ scale nó lại, xoay nó qua một bên đi. Nè đó, được chưa? Rồi ở trong đây mà các bạn thấy ở trong 3D thì cái này tôi chỉ nhắc lại các em thôi, là các bạn thấy nó bị đứt gãy như vậy á thì các bạn tăng lưới nó lên. Ví dụ như các bạn nhìn cái hình mẫu nè. Cái này các bạn thấy nó tròn, rất là tròn á, nhưng mà thật ra người ta tạo cái này cũng từ khối 3D thôi. Người ta render lên thôi các bạn, thì cái bài này tôi chưa yêu cầu các bạn render đâu. Mình sắp xếp theo là được rồi, để anh chi. Qua quá trình sắp xếp là các bạn sẽ thực hành được cái tính năng là dùng khối cơ bản. Đây tôi nhắc lại nha. Các bạn dùng dùng khối cơ bản ha. Chứ tôi chấm nhiều lớp á, tự nhiên đâu mới bài lớp 1 đưa nguyên cái ghế sofa lên chấm là tôi không có chấm điểm đâu nha. Thì các bạn phải dùng cái khối cơ bản để các bạn làm đúng yêu cầu. Rồi chỗ này á, các bạn muốn cho cái này nó tăng cái lưới này lên nè các em. Thì các em vào cái phần object nè, trong cái thẻ attribute á, các bạn chỉ cần quản lý giùm tôi trong C4D á, có hai cái khu vực các em cần quản lý, đó là khu vực cái thẻ object là cái đối tượng mình tạo ra, và cái thẻ thứ hai là thẻ attribute là thuộc tính đối tượng đây. Thì bất kể cái đối tượng nào có sẵn trong C4D thì các bạn cứ vào thẻ object đây, các bạn nhìn giùm tôi cái chữ đó là cái rotation segment á, hiện tại nó đang để là 16 ha, thì các bạn có thể tăng lên gấp đôi. Thì cái chỗ này các em nên tăng như thế nào thì các bạn tăng vừa phải thôi, nó cỡ 36 độ xuống là được rồi. Thì chỗ này có cái nguyên tắc á, đây tôi nhắc lại, bạn nào biết rồi thì thôi ha. Thì cái số này á, các bạn cứ lấy cái số nào chia chẵn cho 4 nha, bởi vì trong môi trường 3D tất cả các đối tượng nó đều tạo bởi bốn cạnh hết á, chứ chúng ta đừng có cắt cớ để cái số này là 15 hay là 13, nó rất là kỳ. Nhưng các bạn thấy không, mặc định default của phần mềm nó để 16 nè, 16 là chia chẵn cho 4 hết á. Thì ở đây tôi sẽ để ví dụ như 32, tôi bấm enter đó, các bạn thấy khối mình nó tròn hơn chưa. Vậy thì các bạn muốn thấy được cái lưới của nó thì các em sẽ vào cái phần đó là
display nè các bạn. Đây nè, các bạn vào cái phần display các em chọn dùm tôi ha, cái chữ hai cái này các bạn hay dùng lắm, với lại một cái tính năng nữa. Cái này là hai cái này đầu tiên là các bạn rất hay dùng nè, thì đây chúng ta nên nhớ cái phím tắt luôn nha. Thì cái phím tắt trong C4D á, nó có ba cái tổ hợp phím, thì ngay từ bây giờ các bạn có thể làm quen dần cũng được. Đó là cái tổ hợp phím đầu tiên là liên quan đến cái bật tắt cái lưới á, cái vùng nhìn thôi, thì các bạn nhớ tôi đó là phím N. Thì tại sao biết các bạn nhìn ở đây nè, thì cái này chỉ có một nguyên tắc duy nhất là các em thực hành thường xuyên thì nhớ thôi, chứ ngoài ra nó không có phương pháp nào để dễ nhớ đó. Thì các bạn cứ làm tới làm lui chỗ này nè, các bạn bật chịu khó mình bật lên ở đây là cái phần mềm nó đã giải thích luôn nè. Thì chỗ này phím tắt của nó là các em sẽ bấm theo thứ tự nè, NA. Còn cái này là các bạn sẽ thấy được cái đường line nè, shading line ha, thì là NB. Nè các bạn bấm vô. Đó các bạn thấy cái đường lưới không? Nè đó, nó tạo ra cái đường đường lưới cho mình nè, để mình coi cái lưới của nó ha. Rồi các bạn có thể bấm phím tắt nè, NA, để mình xem cái bề mặt của nó. Còn các bạn muốn hiển thị cái đường lưới là NB, các bạn bấm phím N, xong các bạn bấm phím chữ cái khác nữa ha. Thì nó nằm ở đây nha các em. Đây nè, NA và NB. Rồi. Thì các bạn hoàn toàn là ví dụ như theo cái mẫu này là cái ống mình nó sẽ bị xoay đi một cái rồi. Các bạn chỗ này nếu mà mình tạo được cái này, để tôi xóa cái cúp này đi nha. Rồi chỗ này thì các bạn sẽ dùng cái tính năng đó là xoay. Đây, mình chuyển sang cái công cụ là rotate nè. Rồi các bạn cứ xoay đi. Thì chỗ này á, nếu các bạn giữ chuột trái các bạn xoay là xoay tự do. Còn các bạn muốn xoay theo từng độ, ví dụ như các bạn muốn xoay theo nó có kiểm soát được á, thì ở trong C4D á, là khi các bạn xoay là các bạn giữ chuột trái các bạn xoay, đồng thời các bạn kèm theo cái phím shift, thì mỗi cái góc xoay như vậy là nó sẽ tính là 5 độ nha. Đây tôi ví dụ nè, giữ phím shift nè, đó các bạn thấy không, mỗi lần xoay như vậy là nó 5 độ hết á. Đó, ví dụ vậy cho dễ kiểm soát. Còn các bạn muốn gõ trực tiếp thì các bạn vào bấm vô cái đối tượng nè, chọn code đi nè. Đây ví dụ như tôi muốn xoay cái góc này là 45 độ, gõ vô đó, vậy này là trừ 45 ha, theo cái hình mẫu đó, ví dụ như vậy nè. Ok, cái này nó thể là trừ 60 đó, các bạn thấy đại khái nó giống rồi nè. Đó rồi, các bạn có thể tạo thêm cái thằng sphere để lên ha. Đây tôi ví dụ thôi, đây ví dụ mình mở cái này ra, giữ chuột trái chọn cái cục sphere nè. Rồi các bạn có thể tăng lưới cho nó lên nha, object hiện tại nó đang là 16, tôi tăng cái này 32 luôn cho cái khối cầu của mình nó tròn. Rồi tôi chọn công cụ di chuyển thôi. Rồi các bạn có thể sắp xếp như thế này, thì các bạn có thể cho này nó to lên chút xíu. Đó. Thì ở đây á, các bạn muốn sắp xếp cho nó đẹp á, thì các bạn có thể qua những cái view khác ha, bấm chuột giữa một cái. Thì ở đây tôi chọn cái view front nè, đó. Rồi các bạn có thể đặt cái này lên NB luôn cũng được. Đó, các bạn sẽ đặt mình điều chỉnh lên bên đây là cái giao diện. Đại khái tôi gọi cái view này chính là view 2D nha các bạn. Đó. Đó, coi như mình đã sắp xếp đại khái như vậy thôi. Thì khi các bạn làm như vậy á, là bắt buộc các em sẽ thực hành được những cái tính năng nãy giờ tôi hướng dẫn đó. Từ những khối cơ bản các bạn tạo ra xong, các bạn sắp xếp theo cái hình. Còn cái hình này các bạn tự chọn nha. Ví dụ như đây là tôi thích cái hình này, tôi chọn làm cho nó đúng. Còn trường hợp tôi có cái hình khác đi, các bạn sẽ gõ cái từ khóa là 3D Geometric. Ở trên đây nó nhiều lắm các bạn, trên Pinterest nha, tôi có ghi rồi đó. Ở đây nó có một số cái thuộc tính. Ví dụ như các bạn làm cái khối, đây tôi kiếm cái khối mà nó cắt nữa cho các bạn coi ha. Thì ở trong thằng C4D nó có sẵn luôn nha, chúng ta không có cần phải edit. Thì đương nhiên là cái bài này á, các em đừng có kiếm những cái khối quá phức tạp. Ví dụ như khối này nè, đây nè, cái khối này nó có cái phần vặn xoắn gì đây nè. Đó, này mình chưa học thì không cần phải làm đâu. Ví dụ như cái hình này là tương đối là dễ làm nè. Đây, cái hình này là toàn bộ là sphere. Còn cái này là chính là cái torus đó các em, cái tròn nhỏ này nè. Đây, ví dụ tôi tạo cái đó cho các bạn coi nha. Ở đây tôi dẹp cái này đi. Thì cái bài này các em sẽ tự chọn hình, tự làm ha. Nó chính là cái torus, chính là cái phao nè. Đó, thì chỗ này các em chỉnh cái phần object nè. Ở đây tôi cho này nó tròn lên 30-32 nha. Rồi cái phần này chính là bán kính này, các bạn phải chúng ta phải thử nghiệm giữ chuột trái các bạn kéo để thay đổi nè. Đó nè, nó nhỏ lại nè, đó. Thấy chưa? Rồi các bạn tăng cái phần này lên nè, đó nó to ra. N E. Đó các bạn thấy nè, đó thì thật ra cái này nó chính là cái hình này nè, nhưng mà nó nhỏ thôi, thì mình giảm cái bán kính này xuống. Ví dụ như nó là 1, đó các bạn thấy. Rồi các bạn muốn tăng cái lưới này cho nó đẹp hơn thì chỗ này mình tăng lên. Ví dụ như 48 nè, chỗ này là ok nè. Rồi thằng này cũng vậy. Đó, rồi các bạn thấy là cái này của mình nó hơi nghiêng đúng không? Rồi, tôi sẽ chọn qua cái view bọt khác, tôi cho nó nghiêng luôn, chọn công cụ xoay. Rồi ở đây tôi sẽ giữ, các bạn giữ chuột trái sau đó giữ phím shift cho nó xoay nè. Rồi xong. Thấy chưa? Đây tôi đã tạo được cái vòng mà y chang như vậy luôn.
Rồi còn lại là các bạn có thể bỏ thêm cái này vô đó. Những cái khối này thì cần các bạn phải hiểu được cái hình nào mà các bạn cảm thấy nó là khối cơ bản. Rồi ví dụ như hình này nha, ở đây các bạn thấy nó hình nó có một cắt một nửa nè các bạn. Đây là tôi ví dụ thôi chứ mình không làm cái hình này ha. Thì đây nó dụ nó có cắt một nửa, thì trong C4D nó sẽ xài cái tính năng, ví dụ các bạn muốn xài một nửa cái hình như vậy thì trong C4D các bạn sẽ tạo ra luôn. Đây giờ tôi tắt cái thằng này đi nhé. Vào cái phần view frame default. Rồi tôi sẽ mở cái tuýp hồi nãy đó, cái torus đó, cái file NB cho các bạn dễ thấy nha. Ví dụ như 32. Rồi chỗ này tôi sẽ cho cái này nó to ra một tí. Đó. Rồi bây giờ các bạn muốn cho nó một nửa thì các bạn sẽ bấm vô cái chữ slide nè các em. Slide là chúng ta cắt nha. Thì thằng nào nó cũng có đó. Bấm vô slide rồi các bạn tích cái dấu slide này lên. Slide là cho nó cắt nè, tích lên. Rồi các bạn thấy không nè, các bạn muốn cho nó một góc bao nhiêu. Đây nè, khi tôi bấm vô đây mặc định nó là 180 độ là một nửa. Bởi vì nó tính nguyên cái dòng này là 360 độ. Thì tôi đã làm được một nửa NA, các bạn coi nè đó, tôi đã vẽ được cái hình này là theo ví dụ như cái hình này. Thấy chưa? Cái hình này đâu có khó vẽ đâu các em, nó có sẵn luôn á. Đây nè, đó mình đã làm được. Thì ở đây các bạn muốn ví dụ như một góc tư đi thì chỗ này là 90. Đó. Tại vì các bạn nhớ là nguyên tắc là nguyên cái dòng này nó chính là 360 ha. Đây để lại như cũ. Rồi được chưa? Rồi ví dụ như cái thằng sphere cũng vậy. Cái thằng sphere các bạn có thể cắt nó luôn nè. Các bạn tạo cái cục sphere ra thì các em có thể mày mò ở trong đây nó có sẵn nha. Thì đây tôi sẽ không giới thiệu nhiều mà để các bạn thực hành á, còn cái tính năng thì tôi giới thiệu rồi. Ví dụ như thằng sphere này tôi sẽ chọn cái riêng cái thằng sphere này nó không có slide nha các bạn. Các bạn thấy không, cái thẻ sphere nó không có slide thì các bạn sẽ không có tạo được cái hình này. Thì cái hình này thì các bạn có thể bỏ qua cái hình này đi. Đó, ví dụ như hình này nè. Thì mình chỉ dùng những cái cơ bản thôi. Tôi chọn lại cái phần object này, tôi tăng nó lên ví dụ như 48 cho khối cái khối nó tròn hơn. Đó, tôi đã tạo được ví dụ như vậy ha. Ở đây thì nếu mà mình không cần thì các bạn có thể tắt cái chế độ slide đi nha. Đó. À. Còn có nghĩa là các bạn nhớ là dùng những cái hình nào mà mình có sẵn thôi. Đây. Thì các bạn có thể tự chọn, ví dụ như thằng này là hoàn toàn làm được, trừ cái trường hợp là cái khối ở dưới nè các em. Đây nè, nó một cái khối nữa, cái hình cầu này các bạn có thể bỏ đi nè, nhưng mà cái thằng này làm được nè. Đây là cái tau rết nè, đây là cái hình nón, còn cái này là cái khối vuông, còn cái này là cái sphere. Đó, chỉ có như vậy thôi.